Trong những năm gần đây, nông nghiệp xanh đang là xu hướng phát triển tất yếu trên thế giới, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của con người, cũng như đảm bảo sự bền vững cho môi trường. Nắm bắt xu hướng cũng như mong muốn sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp xanh từ chính mảnh đất quê hương mình, chàng trai Lê Ngọc Tuân đã mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư và phát triển mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo. Những kiến thức chuyên môn khi theo học ngành sinh học tại Đại học Sư phạm Huế cũng đã giúp ích rất nhiều cho Ngọc Tuân trong quá trình khởi nghiệp. Hãy cùng gặp gỡ chàng trai đầy nỗ lực Lê Ngọc Tuân trong một bạn trẻ hôm nay. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê hương mình thuộc thị xã Hương Trà, mảnh đất trải dài với những cánh đồng nông nghiệp sạch, Lê Ngọc Tuân luôn ấp ủ ước mơ khởi nghiệp trên chính quê hương mình. Trước đây mình học sư phạm sinh ở trường Đại học Sư phạm Huế. Mình là người yêu thích nông nghiệp sạch, đặc biệt là khi mình nhận thấy trên thị trường là có rất nhiều cái sản phẩm bẩn tràn lan ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Trong quá trình mà tìm tòi thì nhận thấy là cái đông trùng hạ thảo nó có rất nhiều hiệu quả, những cái tác dụng mà có thể là giúp cho mọi người có một sức khỏe tốt hơn. Từ suy nghĩ và ở vùng đó thì mình thành lập hợp tác xã nông nghiệp xanh Narasa. Sau thời gian dài tích lũy kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu của bản thân từ mô hình trồng nấm và rau sạch tại địa phương, năm 2020, khi nắm bắt nhu cầu thị trường, Lê Ngọc Tuân đã dành nhiều thời gian vào tận Đồng Nai để học hỏi, nắm vững quy trình sản xuất và quyết định nhập phôi đông trùng hạ thảo về Thừa Thiên Huế để thử nghiệm. Khó khăn mà về hoàn thiện sản phẩm ấy thì ban đầu là về kỹ thuật cũng như là các cái máy móc thiết bị, các cái nguyên liệu mà mình đang sử dụng ấy thì đa số là nguyên liệu hữu cơ như là nhộng tằm, bột đậu nành hay là gạo lứt. Thuận lợi là khi mà mình khởi nghiệp thì cũng được chính quyền cũng như địa phương hay là ở các ban ngành thì hỗ trợ, nó giúp cho mình cải thiện rất là nhiều trong cái khâu mà sản xuất cũng như chế biến. Để cho ra sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt chất lượng cao đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Từng công đoạn phải được theo dõi, quan sát rất tỉ mỉ và thực hiện đúng quy trình sản xuất. Đối với sản phẩm đông trùng hạ thảo thì mình phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có những cái chứng nhận như là HACCP. Thứ hai, nguyên liệu nó đầu vào nó phải đạt chuẩn. Ba nữa là giống. Và đặc biệt thì các cái sản phẩm của Narasa được sấy theo công nghệ sấy tan hoa, là những cái công nghệ mà tiến tiến nhất hiện tại mà để mà có thể là bảo quản được cái chất lượng cũng như là dược chất của các cái sản phẩm về dược liệu đông trùng. Đối với chàng trai 9X, tiêu dùng xanh không chỉ dành cho bản thân mà cần phải lan tỏa giá trị sống tích cực ấy đến với nhiều người. Chính vì vậy, Lê Ngọc Tuân đã tham gia rất nhiều cuộc thi khởi nghiệp và sân chơi sáng tạo bằng dự án thiết thực của mình. Thì gần như năm nào thì Narasa cũng có đạt cái giải sản phẩm tiêu biểu của thị xã cũng như của tỉnh. Năm 2023 thì mình cũng vinh dự là được nhận giải thưởng lương đình của Trung ương Đoàn tổ chức. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau gần một năm, Lê Ngọc Tuân đã cho ra thị trường rất nhiều dòng sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo đáp ứng được thị hiếu của khách hàng. Từ những thành công ban đầu, chàng trai trẻ cũng đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức cần thiết về sản phẩm và tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn. Để mà ra được một cái sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng á, thì Tuân sẽ rất là tỉ mỉ và chỉnh chu từng công đoạn. Những cái công đoạn nào đòi hỏi kỹ thuật cao thì Tuân sẽ là người hướng dẫn trực tiếp, hoặc là Tuấn sẽ chỉ dẫn từng tin cho các cái bạn kỹ thuật viên. Mình cảm thấy rất là vui khi mà đồng hành làm việc cùng với Tuấn để đưa ra những cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe của người Việt Nam mình. Với công dụng hữu ích của đông trùng hạ thảo, Ngọc Tuân đã nghiên cứu kết hợp chế biến cho ra nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe và làm quà tặng ý nghĩa được khách hàng nhiều nơi đón nhận. Mình được biết là sản phẩm đông trùng hạ thảo của Bằng Tuấn là sản xuất theo mô hình là nông nghiệp xanh, nên gì là rất là tốt cho sức khỏe. Khi mình dùng là mình cảm thấy là rất là yên tâm cho bản thân mình và cho những người xung quanh gia đình mình. Đối với mình thì mỗi người có một cái hướng đi cũng như là một cái công việc khác nhau, nhưng mà khi mà phát triển
trên cái quê hương của mình thì thực sự là mình rất là vui, vì thứ nhất là mình sống được cái đam mê của mình, thứ hai là mình có thể hỗ trợ cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con, thứ ba là mình cũng có thể mang những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Ở tuổi 32, Lê Ngọc Hương, người con của mảnh đất Hương Trà, đã gặt hái thành công bằng chính đam mê và nỗ lực của bản thân. Trên hành trình ý nghĩa ấy, chàng trai trẻ đã đưa mô hình nông nghiệp xanh và sản phẩm sạch ở địa phương lan tỏa khắp muôn nơi.